cửa hàng trà sữa tại miền Bắc thì phải có đến 90 cửa hàng bán trà xanh sữa. Chắc hẳn phải có lý do. Đồ uống ngày hôm nay, trà xanh sữa. Một trăm năm mươi ml ba mươi ml đường hai mươi gram bột sữa. Khuấy đến khi tan hết bột. Một xúc đá. Trà xanh sữa. Cực kỳ lạ miệng. Khi mà ta đã quen với hương vị của trà đá thì hương vị của trà xanh sữa sẽ là một làn gió mới. Nhưng đây vẫn chưa phải là một món trà xanh đầy đủ hương vị. Món đó tôi sẽ đợi bạn ở bài học tiếp theo.